rì rào rồi, sẵn sàng. Mặt tươi chưa tươi tắn chưa? Ok. Trời ơi, ghê đó. Thì đó, hắc xì là chỉ có hắc với xì thôi. Rồi. Tôi là ren. Tôi là ten. Nó cứ tính giống như đạp xe á. Quê là quê là quê, chúng mình quê nhiều. Tin. Bị chậm rồi. Do lại. Lại đi. Ba, hai, một. Cái gì vậy? Miếng thịt nướng mà. À, miếng thịt hả? Đó là bạn thích rồi, tiếng thịt nướng. Nói vậy, tiếng thịt nướng nó sẽ có âm thanh gì? Lại, 3, 2, 1. Đó. Đói vậy. Cái đó là ở mà. Không, tôi nói là ớ. Ớ hả? Ớ. Ớ, tự nhiên cái đó là ớ. Vậy hả? Ok. Dễ hơn xíu đi. Quạt. Ủa cái gì đó? Cái quạt kêu đó là tiếng Việt hả? Quạt kêu đó có tiếng. À, quạt kêu là hù. À, giống hù ma quá ha. Rồi. Tiếng. Đúng không? Đúng. Gần đúng. Rì rào. Ê văn quá, rì rào. Vậy là không giống nữa đó hả? Gì mà. Cho một cái tiếng con vật gì đi, con tiếng con vật đi. Ờ. Ờ. Ủa? Dạ, không có chịu xích lại vậy, ta đang quay phim mà. Ủa từ bạn á hả? Ừ. Ờ thì giống cái vậy. Giống không? Giống. Đúng là bạn. Ê. Bạn giống lắm, ok. Rồi. Tôi sống cả đời để dạy đâu sen. Lớn rồi. Tôi sống cả đời để dạy dỗ đâu. Luôn á, từ các sự kiện luôn á sen. Dạ chơi đi à. Rì rào.